Ngày 9 tháng 8, Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, đã tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh mới Yahya Sinwar. Trong tuyên bố trên mạng xã hội Telegram, người phát ngôn của Lữ đoàn Al-Qassam Abu Ubaidah khẳng định lực lượng này sẵn sàng thực hiện các quyết định được ông Sinwar đưa ra. Ông Sinwar được bổ nhiệm làm thủ lĩnh chính trị mới của Hamas ngày 6 tháng 8, sau vụ thủ lĩnh Ismail Haniyeh của phong trào này bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran vào rạng sáng ngày 31 tháng 7. Hiện chưa rõ tung tích của nhân vật này. Ông Sinwar đã hoạt động bí mật trong 10 tháng qua kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra. Giới chức Israel tin rằng ông Sinwar, người bị chính quyền Tel Aviv coi là nhân vật chủ mưu vụ tấn công bất ngờ của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, đang ẩn náu trong mạng lưới đường hầm ngầm rộng lớn do Hamas xây dựng.